Mời quý vị cùng đến với phần 3 của Cơ sở Công nghệ trên FPNC. Và mới đây thì hãng vận chuyển UPS đã cùng hợp tác với hãng sản xuất robot Zipline để thử nghiệm vận chuyển tiếp tế máu bằng máy bay không người lái dân dụng hay còn gọi là drone. Hoạt động này mới chỉ xuất hiện ở Rwanda. Và trong chuyên mục Ai làm gì ở đâu hôm nay, mời quý vị sẽ cùng tìm hiểu nhé. Zipline chỉ mới là một doanh nghiệp startup nhỏ, nhưng với ý tưởng vận chuyển máu tại Rwanda bằng drone, tức là máy bay không người lái, họ đang dần làm nên tên tuổi cùng với sự hỗ trợ về mặt logistics và tài trợ vốn của hãng vận chuyển khổng lồ thế giới UPS. Thông qua một quỹ đầu tư trợ vốn khởi nghiệp, UPS sẽ cung cấp 800.000 đô la cho Zipline để thiết kế, chế tạo và tiến hành bay ngay trong mùa hè này nhằm vận chuyển máu và vaccine đến một nửa số trung tâm truyền máu tại Rwanda, quốc gia 11 triệu dân hiện vẫn còn bị nghèo đói hoành hành. Trung bình với 65.000 đơn vị máu mà chính phủ Rwanda cung cấp hàng năm, một nửa trong số đó là cung cấp cho các bà mẹ mất máu sau khi sinh và 30% trẻ em thiếu máu do bệnh sốt xuất huyết gây ra. Dịch vụ công tại đây chưa phát triển, do vậy sự xuất hiện của drone vận chuyển máu có thể đẩy nhanh tốc độ vận chuyển máu nhanh hơn 20 lần so với vận chuyển bằng xe máy, giúp cải tiến dịch vụ y tế tại đây, tăng cường cơ hội cho những bệnh nhân đang cần máu. Tôi nghĩ chúng ta luôn không ngừng học hỏi, do vậy chúng tôi tin rằng hệ thống vận chuyển hiệu quả và rất có tiềm năng này có thể cứu sống con người. Đó chính là lý do chúng tôi hợp tác với Zipline và kết nối với các tổ chức trên thế giới, đặc biệt là những nơi đang còn khó khăn. Hệ thống vận chuyển còn chưa phát triển, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng con người. Và anh biết đấy, chúng tôi làm việc nhiều với Liên Hiệp Quốc và các tổ chức phi chính phủ. Chính từ công chuyện này mà chúng tôi học hỏi được rất nhiều ở các thị trường đang phát triển. Nó cũng giúp ích cho sự nghiệp kinh doanh của chúng tôi. Ý tưởng của Zipline không mới, do trước đó đã có nhiều hãng nghĩ đến chuyện vận chuyển hàng hóa nhỏ gọn như giày, kiện hàng nhỏ v.v. bằng drone tại nhiều khu vực và quốc gia khác nhau. Trở lại năm 2013, hãng bán lẻ trực tuyến Amazon cũng từng cho biết đang thử nghiệm hệ thống vận chuyển hàng bằng drone. Còn Google thì cũng từng hứa hẹn rằng sẽ cho ra đời dịch vụ này vào năm 2017. Tuy nhiên, cho đến nay, các chuyên gia vẫn cho rằng những ý tưởng của Amazon, Google hay thậm chí là Walmart, UPS v.v. đều không vượt qua được rào cản quy định pháp luật của Mỹ. Vận chuyển hàng hóa bằng drone vẫn chưa được coi là một cách thức đủ an toàn đối với người dân Mỹ. Trong giai đoạn cơ quan hàng không liên bang Mỹ FAA đang từng bước hoàn chỉnh những quy định và chuẩn an toàn đối với drone, thì trong tương lai gần, việc tiến hành bay drone vẫn chỉ dừng ở mức thử nghiệm. Đó cũng chính là lý do Zipline và UPS đã đến Rwanda để thực hiện ý tưởng của mình. Đối với Mỹ, đây cũng sẽ là một trường hợp đáng để nghiên cứu. Rất nhiều hãng phát triển drone đang đợi chờ cái gật đầu của cơ quan hàng không liên bang Mỹ FAA, nhưng FAA thì lại chỉ đưa ra câu trả lời là chúng tôi cần thêm dữ liệu. Do vậy, vẫn chưa ai được bay drone ở Mỹ cả. Tôi nghĩ một trong những cách tốt nhất để chúng tôi có thể tiến hành công việc của mình và cho FAA thấy khả năng ứng dụng của drone chính là đưa công nghệ này vào vận hành chính thức, dĩ nhiên là ở một quốc gia khác. Tôi sẽ cung cấp cho FAA hàng chục ngàn giờ bay thử và đảm bảo rằng bay drone là an toàn. Dự kiến trong mùa hè này, FAA sẽ công bố dự thảo quy định quản lý máy bay không người lái dân dụng, kể cả những phương tiện bay dân dụng tự chế khác. Ở góc độ công nghệ, vẫn còn nhiều câu hỏi được đặt ra, chẳng hạn tuổi thọ pin và an toàn pin. Đây là câu hỏi canh cánh trong lòng của ngành hàng không sau khi xảy ra vụ việc phát nổ pin lithium-ion trên một chiếc máy bay Boeing 787 đang đổ tại Boston, nước Mỹ. Mặt khác, ngành sản xuất drone cũng cần phải trả lời được câu hỏi drone sẽ giao tiếp với nhau và với các phương tiện bay khác như thế nào trên bầu trời nhộn nhịp của nước Mỹ. Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA đang nghiên cứu hệ thống quản lý giao thông đường hàng không và dự kiến sẽ chuyển sang FAA vào năm 2019 để tiếp tục nghiên cứu. Mặt khác, tính bảo mật và trách nhiệm và xử lý sự cố, bảo hiểm cũng cần phải được nhắc đến. Trong giai đoạn hiện tại, UPS và Zipline vẫn đang tập trung vào dự án nhân văn này tại Rwanda. Có thể ý tưởng này sẽ còn lâu mới có thể tiếp cận được người tiêu dùng ở các thị trường lớn như Mỹ hay châu Âu. Nhưng dù sao, thì nó cũng đã giúp cho drone có thêm một chức năng nữa, bên cạnh những cái mác đã quá kêu như bước tiến mới của công nghệ, của giải trí hay thể thao, đó là chức năng của người. Kết thúc phần 3 sẽ là những thông tin khoa học công nghệ mới được cập nhật. We'll be right back.
Phần cập nhật nhanh vừa rồi đã kết thúc phần 3 của sự công nghệ. Trong phần thủ thuật tiếp theo chúng ta sẽ có khám phá hai tính năng mới được cập nhật trên công cụ Google Dịch. Mời quý vị cùng đến với thủ thuật của ngày hôm nay. Vào giữa tháng 5 vừa qua thì Google đã tung ra thêm hai tính năng mới khá hữu dụng cho người dùng Google Translate, hay còn gọi là Google Dịch, trên thiết bị di động. Hai tính năng này có tên là Tap to Translate, tức nhấn để dịch, và Offline Mode, dùng khi ngoài tuyến. Và để hiểu rõ hơn về hai tính năng này, mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi phần thủ thuật ngày hôm nay. Đầu tiên xin nói một chút về công cụ Google Translate, hay còn gọi là Google Dịch. Tính đến nay thì công cụ này của Google đã tròn 10 tuổi. Từ hai ngôn ngữ ban đầu đến nay thì Google Dịch đã có thể chuyển đổi lên đến 103 ngôn ngữ trên toàn thế giới, với hơn 500 triệu người sử dụng. Google đã cho biết sau khi trao đổi với hàng ngàn người dùng từ Ấn Độ, Indonesia, Brazil và Thái Lan để tìm hiểu những điều cần cải tiến, thì vào giữa tháng 5 năm 2016, hãng đã cập nhật thêm hai tính năng mới là Tap to Translate và Offline Mode. Ngay bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về công dụng và cách sử dụng cũng như là từng tính năng. Đầu tiên với Tap to Translate, hay còn gọi là nhấn để dịch, tính năng này chỉ mới có trên các thiết bị Android thôi nha. Và nếu như trước đây nhiều người phải mất công sao chép và dán văn bản vào giữa Google Dịch và các ứng dụng khác để dịch nghĩa, thì bây giờ ta chỉ cần sao chép văn bản của một cuộc trò chuyện, phân bình luận, lời bài hát trong bất kỳ ứng dụng nào đang dùng, và một bản dịch sẽ được hiển thị ngay, không cần phải chuyển đổi các ứng dụng. Để kích hoạt nhấn để dịch thì chúng ta hãy trước hết vào xem ứng dụng Google Dịch của mình đã cập nhật phiên bản mới nhất hay chưa. Nếu chưa, cập nhật ngay. Và tiếp theo, quý vị hãy mở ứng dụng này lên, nhấn vào biểu tượng menu hình 3 gạch ngang ở góc trên bên trái màn hình. Sau đó chúng ta chọn cài đặt, rồi chọn nhấn để dịch. Sau đó đánh dấu chọn vào dòng là bật nhấn để dịch, vậy là hoàn thành. Và bây giờ hãy thử sao chép một đoạn văn bản bất kỳ trên màn hình. Icon nhấn để dịch sẽ tự động hiện ra để sao chép và dịch cho chúng ta thế này. Rất tiện lợi. Tính năng thứ hai là dịch ngoại tuyến, hay còn gọi là chế độ Offline Mode. Chế độ này hiện có cả trên iOS và Android nha. Và ưu điểm của nó so với các từ điển số của các nhà cung cấp khác là dung lượng khá nhỏ, chỉ từ khoảng 25MB mà thôi cho một gói ngôn ngữ. Để dùng chế độ này thì quý vị hãy mở ứng dụng Google Dịch lên. Ngay ở phần giao diện trang chủ, quý vị chỉ cần nhấn vào mũi tên bên cạnh ngôn ngữ thế này. Trong danh sách hiện ra ngôn ngữ nào có kèm biểu tượng tải xuống, tức là đã có các gói để tải về dịch ngoại tuyến. Quý vị cần dùng ngôn ngữ nào thì chỉ cần nhấn vào để tải về là hoàn thành. Và Google cho biết hiện nay thì hãng đã cung cấp được 52 gói ngôn ngữ offline cho người dùng. Tất nhiên đã có tiếng Việt. Và một cập nhật nhỏ khác mà tôi muốn nhắc thêm trong phần thủ thuật hôm nay, đó là Google cũng đã mở rộng tính năng World Lens, tức là dịch tức thì qua camera, bổ sung thêm ngôn ngữ tiếng Trung, bao gồm cả dạng giản thể lẫn phổ thông. Và ta chỉ cần kích hoạt tính năng và đưa camera về phía chữ viết tiếng Trung, ứng dụng sẽ tự động nhận diện và cho ra kết quả với ngôn ngữ như ta chọn. Và trên đây là những cập nhật mới nhất về công cụ Google Dịch và cách để quý vị có thể tận dụng tối đa cho nó. Và nhất là khi dịp hè đang đến, chúng ta có nhu cầu du lịch nước ngoài tăng cao, đúng không ạ? Google cho biết việc có thêm các công cụ dịch đắc lực sẽ giúp cho chúng ta khám phá thế giới dễ dàng hơn, kể cả khi không có Internet. Còn bây giờ, nếu như có những ý kiến đóng góp, hãy gửi về email của chúng tôi, cusocongnghe@fbnc.com. Và để kết thúc chương trình hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi một đoạn clip sẽ ghi lại màn lập kỷ lục thế giới của người đàn ông Trung Quốc 45 tuổi, có tên là Mao Weidong. Người đàn ông này đã duy trì tư thế plank, hay còn gọi là tư thế chống đẩy bằng khuỷu tay, liên tục trong 8 giờ 1 phút và 1 giây. Phá vỡ kỷ lục trước đó được lập vào năm ngoái của một người đàn ông đến từ Mỹ là George Hood trong thời gian là 5 giờ 15 phút 15 giây. Đoạn clip vừa rồi đã kết thúc của Sự Công Nghệ tuần này. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.